Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thừa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp, tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, nếu đời người chúng ta là một hành trình đi tìm kho báu, vậy cái kho báu quý giá nhất mà chúng ta đang kiếm tìm là gì? Đôi khi con người chúng ta đi hết một đời, trăn trở cả một kiếp người, chỉ để giành giật, chỉ để chiếm hữu những kho báu chóng qua, máu hư nát ở đời này, mà chúng ta lại quên giành giật những kho báu quý giá hơn, bền vững hơn, đó là nước trời. Vậy thì chúng ta thử đặt câu hỏi: kho báu đích thực mà Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm kiếm đó là gì? Qua hai dụ ngôn trong trình thuật lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói đến cái sự quý giá tuyệt đối của nước trời. Đó là kho báu đích thực mà bất cứ ai cũng khao khát có được. Tuy nhiên, để đạt được kho báu này lại là điều không hề dễ dàng. Mỗi chúng ta phải toàn tâm, toàn ý, toàn lực theo đuổi, hy sinh chính bản thân mình, bán hết tất cả những gì mình có để mua được nước trời. Việc nhận biết được kho báu của đời mình đã khó, vậy mà để đạt được lại còn khó hơn rất nhiều. Một minh chứng điển hình mà chúng ta ai cũng biết, đó là câu chuyện về chàng thanh niên giàu có từ chối mua kho báu nước trời để mua kho báu trần gian. Chúa Giêsu đã nói với anh thanh niên nhà giàu: nếu anh muốn nên hoàn thiện thì hãy bán hết tất cả những tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Và nghe lời nói đó, chàng thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Như vậy, không phải ai cũng có thể nhận biết và dũng cảm từ bỏ mọi thứ vì nước trời. Chúa Giêsu cũng đã từng dạy chúng ta rằng kho tàng ở đâu thì lòng anh ở đó. Sứ điệp mà người muốn nói với chúng ta là hãy thức tỉnh lòng mình để đừng quá tham lam, bám chặt vào của cải trần gian mà quên đi sự cao quý của kho báu nước trời.
Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta biết phân định đâu là kho báu, đâu là viên ngọc quý mà chúng ta cần tìm kiếm. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có sức mạnh, có sự can đảm tìm kiếm nước trời đích thực. Amen.